Hello, xin chào tất cả các bạn. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách giáp câu tôi có thể làm một cái gì đó. Video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái cấu trúc ngược lại, đó là tôi không thể thực hiện một hành động nào đó. Mình lưu ý rằng cái phần bài tập của cái video trước mình đã đưa ra đáp án rồi, các bạn đã làm chưa? Các bạn có thể so sánh đối chiếu với đáp án của mình bằng cách là các bạn vào cái phần ghim đầu tiên ở cái phần bình luận nhé. Video trước thì mình đã đưa ra đáp án rồi, các bạn có thể vào đó so sánh đối chiếu. Quay trở lại với bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cấu trúc tôi không thể làm một cái gì đó. Trong tiếng Hàn nó sẽ là 동사, tức là động từ các bạn bỏ tà đi, kết hợp với 을 hoặc 릴 수 없다, mang nghĩa là tôi không thể thực hiện được, tôi không thể làm được. Và như vậy chúng ta sẽ có cấu trúc này là diễn tả cái năng lực không thể thực hiện được hành động. Chúng ta sẽ có nhé, cái trường hợp đầu tiên, khi mà chúng ta có những cái động từ có gốc kết thúc bằng một nguyên âm, tức là nó không có phụ âm ở dưới, thì các bạn bỏ tà đi, các bạn gắn riêng su ọc tà vào gốc của động từ, nó mang nghĩa là tôi không thể ... làm cái gì đó. Và như vậy chúng ta sẽ có động từ, ví dụ với động từ là cha tà. Cha tà mang nghĩa là ngủ. Các bạn có, nếu mà nói rằng tôi không thể ngủ, thì các bạn thấy rằng cha tà nó kết thúc bằng một nguyên âm A. Các bạn bỏ tà đi, các bạn gắn riêng su ọc tà vào gốc của động từ. Như vậy chúng ta sẽ có là chan su ọc tà. Chan su ọc tà mang nghĩa là không thể ngủ được. Một câu hoàn chỉnh. 저는 잘 수 없어요. 저는 잘 수 없어요. Có nghĩa là tôi không thể ngủ được. Và như vậy chúng ta sẽ có nguyên âm nhé. Những cái động từ kết thúc bằng nguyên âm, các bạn bỏ tà, gắn riêng su ọc tà vào gốc của động từ. Cái trường hợp thứ hai, đối với những cái động từ có gốc kết thúc bằng một phụ âm, tức là có phụ âm ở dưới, thì các bạn sẽ bỏ tà đi, động từ bỏ tà, các bạn gắn riêng su ọc tà vào gốc của động từ. Ví dụ với một động từ là động từ mộc tà mang nghĩa là ăn. Các bạn thấy rằng cái gốc động từ của nó kết thúc bằng một phụ âm là phụ âm cờ. Thế thì các bạn bỏ tà đi, các bạn gắn ưl su ọc tà vào gốc của động từ. Như vậy chúng ta có là mò cưl su ọc tà. Mò cưl su ọc tà mang nghĩa là không thể ăn, hoặc là không thể ăn được, hoặc là không ăn được. Một câu hoàn chỉnh. Tôi không ăn được kim chi, hoặc là tôi không thể ăn kim chi, các bạn sẽ nói như sau. 김치를 먹을 수 없습니다. 김치를 먹을 수 없습니다 mang nghĩa là tôi không thể ăn kim chi, hoặc là tôi không thể ăn được kim chi. Như vậy thì các bạn cần lưu ý, đối với cấu trúc này chúng ta có là tôi không thể làm một cái gì đó, nó sẽ khác so với tôi có thể, chỉ ở một cái hình thức, đó là nếu các bạn nói có thể thì nó kết thúc bằng một gốc là itta, còn không thể nó kết thúc bằng opta. Như vậy chúng ta sẽ có cái trường hợp đầu tiên, động từ kết thúc bằng nguyên âm, các bạn bỏ tà đi, gắn riêng su ọc tà vào gốc của động từ. Trường hợp thứ hai, đối với động từ kết thúc bằng phụ âm, các bạn bỏ tà đi, các bạn gắn ưl su ọc tà vào gốc của động từ. Như vậy các bạn hãy ghi nhớ nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào giáp câu. Câu đầu tiên, một câu đơn giản. Tôi không thể đợi. Tôi không thể đợi. Chúng ta sẽ có như sau. Các bạn có động từ đợi, hoặc là đợi chờ, hoặc là chờ, trong tiếng Hàn là 기다리다. 기다리다 mang nghĩa là đợi hoặc đợi chờ. Thế thì các bạn có từ 리, gốc của nó kết thúc bằng một nguyên âm y. Đơn giản rồi đúng không? Các bạn bỏ tà đi nhé, các bạn gắn 릴 수 없다 vào gốc của động từ. Và chúng ta sẽ có là 기다릴 수 없다. 기다릴 수 없다 mang nghĩa là không thể đợi, hoặc là tôi không đợi được. Như vậy chúng ta sẽ có một câu hoàn chỉnh là 저는 기다릴 수 없어요. 저는 기다릴 수 없어요. Có nghĩa là tôi không thể đợi. Và một câu khác một chút sẽ là tôi không thể đợi thêm được. Chúng ta sẽ nói như sau. 저는 더 기다릴 수 없어요. 저는 더 기다릴 수 없어요. Có nghĩa là tôi không thể đợi thêm được. Cái từ 더 ở đây mà nghĩa là thêm hoặc là hơn. Như vậy, nó diễn tả cái năng lực, đó là không thể thực hiện được hành động.
Tức là có thể vì lý do này, vì lý do kia mà chúng ta không thực hiện được. Thì thế thì khi mà không thể thực hiện được thì các bạn sẽ sử dụng với ư hoặc là riêng su. Tiếp theo chúng ta có một câu là chị không thể tin được điều đó. Chị không thể tin được điều đó. Chúng ta sẽ có cái từ tin trong tiếng Hàn là mít tà. Mít tà mà nghĩa là tin hoặc là tin tưởng. Các bạn sẽ có tin điều đó sẽ là cứ có sư mít tà. Cứ có sư mít tà mà nghĩa là tin điều đó. Chúng ta thấy rằng cái động từ gốc của nó ở đây là từ mít. Nó kết thúc bằng một phụ âm tờ. Thế thì các bạn sẽ gắn ư su ọc tà vào gốc của động từ. Và chúng ta sẽ có là mí tư su ọc tà. Mí tư su ọc tà mang nghĩa là không thể tin được. Một câu hoàn chỉnh, chị không thể tin được điều đó. Chúng ta nói như sau. 나는 그것을 믿을 수 없어요. 나는 그것을 믿을 수 없어요. Chị không thể tin được điều đó. Chị hoặc là tôi hoặc là anh tùy thuộc vào đối tượng. Các bạn có thể xưng hô. Thế thì 나는 그것을 믿을 수 없어요. Các bạn có 그것 có nghĩa là điều đó hoặc là điều ấy hoặc là cái đó, việc đó. Và cái từ 믿다 các bạn thêm 을 수 없다 vào. 믿을 수 없어요. Không thể tin được. Tiếp theo chúng ta sẽ có một ví dụ là anh không thể hiểu nổi em. Anh không thể hiểu nổi em. Chúng ta sẽ có. Thế cái từ hiểu trong tiếng Hàn đó là gì nhỉ? 이해하다. 이해하다 mang nghĩa là hiểu. Thế thì 하다 ở đây nó kết thúc bằng một nguyên âm a. Các bạn bỏ tà đi, các bạn gắn riêng su ọc tà vào gốc của động từ. Như vậy sẽ là 이해할 수 없다. 이해할 수 없다. Không thể hiểu được. Và chúng ta sẽ có anh không thể hiểu nổi em. Không thể hiểu nổi. Thì trong tiếng Hàn các bạn phải nói như sau. 나는 너를 이해할 수가 없어. 나는 너를 이해할 수가 없어. Mà nghĩa là anh không thể hiểu nổi em. Chúng ta sẽ có ở đây. Không thể hiểu sẽ là 이해할 수 없다 là không thể hiểu đúng không? Các bạn thấy trong câu mình đã gắn thêm một cái trợ từ ca vào đằng sau. Sau từ 수가 đấy, 수가 없어요 hoặc là 수가 없어. Thì các bạn thấy rằng cái từ ca ở đây là trợ từ được thêm vào để nhấn mạnh hơn cái mức độ. Tức là để nhấn mạnh hơn cái mức độ của hành động thực hiện ở trong câu. Ví dụ trong câu này thì chúng ta có thể hiểu là không thể hiểu nổi hoặc là thực sự không thể hiểu. Tức là nhấn mạnh hơn cái mức độ nghiêm trọng đấy. Như vậy, thường thì khi nói người Hàn Quốc người ta có thể lược bỏ đi hoặc các bạn có thể sử dụng cũng được. Nghĩa nó khác nhau một chút thôi, đó là gì nhỉ? Nếu có cái trợ từ ca thêm vào thì nó sẽ nhấn mạnh hơn một chút. Như vậy, các bạn có thể nói là 나는 너를 이해할 수 없어. Anh không thể hiểu em. Hoặc các bạn thêm từ ca vào, trợ từ ca vào nó sẽ là gì nhỉ? Anh không thể hiểu nổi em. 나는 너를 이해할 수가 없어. Anh không thể hiểu nổi em. Như vậy, các bạn cần nhớ nhá. Khi mà các bạn bắt gặp trong câu ấy, trong câu văn, câu viết hoặc là khi người ta khác nói, các bạn thấy rằng nó xuất hiện trợ từ ca ấy, thì nhiều bạn không hiểu. Thì mình giải thích thêm đó là gì nhỉ? Đây là cái trợ từ được thêm vào để nhấn mạnh hơn cái mức độ, cái ý nghĩa ở trong câu. Khi nói người ta có thể sử dụng hoặc lược bỏ đi. Tiếp theo chúng ta có một ví dụ là tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Thì các bạn thấy trong tiếng Hàn cái từ chịu đựng sẽ là chăm tả. Chăm tả mang nghĩa là chịu đựng. Và chúng ta có từ chăm này nó kết thúc bằng một phụ âm. Nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn bỏ tà đi. Các bạn gắn ư su ọc tà vào gốc của động từ. Như vậy sẽ là chăm ư su ọc tà mang nghĩa là không thể chịu đựng. Và chúng ta sẽ có một câu hoàn chỉnh. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Trong tiếng Hàn sẽ như sau. 나는 더 이상 참을 수 없어. 나는 더 이상 참을 수 없어. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Các bạn có từ 더 이상 mang nghĩa là thêm nữa nữa ấy. 참을 수 없어 là không thể chịu đựng. 나는 더 이상 참을 수 없어. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, thêm được nữa.
Như vậy, đây là một cách kết thúc câu, nó không kính ngữ. Các bạn có thể sử dụng trong mối quan hệ ngang bằng hoặc khi các bạn là người trên, các bạn nói với người dưới. Còn một cách lịch sự hơn thì các bạn sử dụng với đuôi yo, kết thúc bằng 자문수 없어요. Như vậy nhé, tùy đối tượng mà các bạn lựa chọn sử dụng đuôi câu sao cho thích hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ có một ví dụ là món ăn hàn cay nên tôi không thể ăn được. Món ăn hàn cay nên tôi không thể ăn được. Chúng ta sẽ có ở đây không thể ăn trong tiếng Hàn thì gốc động từ của nó là từ mộc tà mà nghĩa là ăn. Các bạn thấy rằng nó kết thúc bằng một phụ âm đúng không? Nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn bỏ tà đi, các bạn gắn 을수 없다 vào gốc của động từ. Như vậy sẽ là 먹을수 없다 mà nghĩa là không thể ăn. Các bạn cũng có thể dùng với 먹을수가 없다 để nhấn mạnh thêm cái mức độ. Và chúng ta sẽ có một câu hoàn chỉnh. Món ăn hàn cay nên tôi không thể ăn được như sau. 한국 음식이 매워서 먹을 수가 없어요. 한국 음식이 매워서 먹을 수가 없어요. Món ăn hàn cay nên tôi không thể ăn được. Các bạn có ở đây. 한국 음식 mang nghĩa là món ăn Hàn Quốc. 매워서 mang nghĩa là vì cay. Động từ đây là từ 맵다 mà nghĩa là cay. Thế thì nó kết thúc bằng một phụ âm bờ. Và trong cái trường hợp này khi mà các bạn sử dụng cấu trúc vì nên sẽ là động từ chia hoặc là tính từ chia theo đuôi A hoặc là O kết hợp với so, nó sẽ mang nghĩa là vì nên. Thế thì gốc động từ, gốc tính từ ở đây là từ 맵다. Các bạn cần biến đổi thành là 매워서 먹을 수가 없어요. 한국 음식이 매워서 먹을 수가 없어요. Món ăn hàn cay hoặc vì món ăn hàn cay nên tôi không thể ăn được. Như vậy, các bạn có thể sử dụng là 먹을 수 없어요 hoặc 먹을 수가 없어요 để nhấn mạnh thêm mức độ một chút cũng được. Tiếp theo chúng ta sẽ có một ví dụ là chữ viết nhỏ quá nên tôi không thể đọc được. Chữ viết nhỏ quá nên tôi không thể đọc được. Các bạn sẽ có không thể đọc được thì động từ đây là động từ đọc. Trong tiếng Hàn sẽ là ikta, ikta. Các bạn sẽ phát âm là ikta. Gấp đôi phụ âm tờ ở cái âm tiết đằng sau lên. Ikta mang nghĩa là đọc. Thế thì ikta nó kết thúc bằng phụ âm. Thế thì các bạn bỏ tà đi. Các bạn gắn ilsu opta và gốc của động từ sẽ là ilkulsu opta. Ilkulsu opta. Không thể đọc được. Thế thì một câu. Chữ viết nhỏ quá nên tôi không thể đọc được. Các bạn nói như sau. 글씨가 너무 작아서 읽을 수가 없어요. 글씨가 너무 작아서 읽을 수가 없어요. Có nghĩa là vì chữ viết nhỏ quá nên tôi không thể đọc được. 글씨 mà nghĩa là cái chữ viết ấy. 작아서 có nghĩa là gì nhỉ? Nhỏ. Cái từ 작다 ấy thì chúng ta hiểu là đây là một tính từ mang nghĩa là nhỏ, nhỏ bé. Chia theo đuôi A, O kết hợp với so đấy thì sẽ là 작아서 mang nghĩa là vì nhỏ nên 읽을 수가 없어요 nên tôi không thể nào đọc được. 글씨가 너무 작아서 các bạn có thể thêm trợ từ 너무, thêm cái từ 너무 để nhấn mạnh thêm đó là gì nhỉ? Quá. 글씨가 너무 작아서 읽을 수가 없어요. Chữ viết nhỏ quá nên tôi không thể đọc được. Tiếp theo chúng ta sẽ có một ví dụ là hôm qua tôi đã không thể nhận được điện thoại. Hôm qua tôi đã không thể nhận được điện thoại. Các bạn sẽ có nhận điện thoại sẽ là gì nhỉ? 전화를 받다. 전화를 받다 mà nghĩa là nhận điện thoại hoặc là nghe điện thoại đấy. Và động từ đây là động từ 받다. Nó kết thúc bằng phụ âm. Các bạn bỏ tà đi, thêm 을수 없다 vào gốc của động từ. Như vậy sẽ là 받을 수 없다 mà nghĩa là không thể nhận. Cụ thể là 전화를 받을 수 없다, không thể nhận điện thoại. Và bởi vì đây là một câu thể hiện ở thì quá khứ, hôm qua tôi đã không nhận được điện thoại. Thế thì các bạn cần chia đuôi quá khứ ở vị trí của từ 없다. Các bạn sẽ nói như sau. 어제 전화를 받을 수 없었어요. 어제 전화를 받을 수 없었어요. Hôm qua tôi đã không thể nhận được điện thoại. Hoặc là hôm qua tôi đã không nhận được điện thoại.
chúng ta sẽ có 전화를 받을 수 없었어요. Đã không thể nhận được. Như vậy, cái đuôi câu này, cái cấu trúc này các bạn có thể kết hợp ở cái thì hiện tại, tương lai và quá khứ đều được nhé. Hiện tại, quá khứ, tương lai đều được. Tôi sẽ không thể đi du lịch được. Tôi đã không thể đi du lịch được. Hoặc là tôi không thể đi du lịch được. Như vậy, những cái cách nói như thế này thì các bạn có thể sử dụng ở cái đuôi tiếng Hàn ấy, câu tiếng Hàn kết hợp với thì quá khứ, hiện tại và tương lai đều được nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có một câu lắp ráp là tôi không thể đi du học Hàn Quốc. Tôi không thể đi du học Hàn Quốc. Các bạn sẽ có đi du học trong tiếng Hàn sẽ là 유학하다. 유학하다 là đi du học. Cụ thể đi du học Hàn Quốc sẽ là 한국 유학하다. 한국 유학하다. Đi du học Hàn Quốc. Thế thì động từ 가다 kết thúc bằng một nguyên âm A. Các bạn chỉ cần bỏ 다, các bạn gắn 를 수 없다 vào gốc của động từ thôi. Và sẽ là 유학 갈 수 없다. 유학 갈 수 없다. Không thể đi du học. Một câu hoàn chỉnh, tôi không thể đi du học Hàn Quốc. Các bạn sẽ nói như sau. 저는 한국 유학 갈 수 없어요. 저는 한국 유학 갈 수 없어요. Tôi không thể đi du học Hàn Quốc. Như vậy, tùy thuộc vào gốc của động từ kết thúc bằng nguyên âm hay phụ âm mà các bạn sử dụng với 을 hoặc là 를 수 없다 cho chính xác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có một ví dụ là cửa khóa nên chúng tôi không thể ra ngoài được. Cửa khóa nên chúng tôi không thể ra ngoài được. Các bạn sẽ có ở đây không thể ra ngoài, tức là không thể đi ra ngoài đấy. Trong tiếng Hàn thì ra ngoài hoặc là đi ra ngoài trong tiếng Hàn sẽ là 밖으로 나가다. 밖으로 나가다 mang nghĩa là đi ra ngoài hoặc là đi ra phía ngoài. Động từ chính ở đây là từ 나가다 mang nghĩa là đi ra, còn 밖으로 mang nghĩa là phía ngoài hoặc là hướng ngoài. Cả cái cụm từ này 밖으로 나가다 mang nghĩa là đi ra ngoài, đi ra phía ngoài. Gốc động từ ở đây kết thúc bằng nguyên âm A ở từ 가다. Thế thì các bạn bỏ 다 đi, các bạn gắn 를 수 없다 vào gốc của động từ. Như vậy sẽ là 밖으로 나갈 수 없다. Không thể đi ra ngoài. Và một câu hoàn chỉnh, vì cửa khóa nên chúng tôi không thể đi ra ngoài được. Các bạn nói như sau. 문이 잠겨서 우리는 밖으로 나갈 수 없어요. 문이 잠겨서 우리는 밖으로 나갈 수 없어요. Có nghĩa là vì cửa khóa nên chúng tôi không thể ra ngoài được. Không thể ra ngoài hoặc không thể đi ra ngoài được. Các bạn sẽ có ở đây 문이 잠기다. 문이 잠기다 là gốc của động từ mang nghĩa là cửa khóa hoặc là cửa bị khóa. Thế thì vì cửa bị khóa thì các bạn sẽ có động từ chia theo đuôi A hoặc là O kết hợp với sau. 참기다 các bạn chuyển là 참겨서 mà nghĩa là vì khóa nên. 우리는 chúng tôi 밖으로 나갈 수 없어요. Chúng tôi không thể đi ra ngoài được. Tiếp theo chúng ta cùng nhau thử sức với một câu giáp dài hơn một chút nhé. Câu này thì kết hợp của cả cấu trúc có thể và không thể. Một câu như sau. Nước ép thì có thể uống, nhưng hoa quả thì không thể ăn trực tiếp được. Nước ép thì có thể uống, nhưng hoa quả thì không thể ăn trực tiếp được. Một cái câu này mang ý nghĩa là tôi có thể uống được nước ép, nhưng tôi không thể ăn trực tiếp hoa quả được. Các bạn sẽ có cấu trúc này, nó trong câu này sử dụng cấu trúc có thể và không thể. Nước ép thì có thể uống, nhưng hoa quả thì không thể ăn trực tiếp được. Các bạn sẽ có thể uống. Trong tiếng Hàn thì cái từ uống là từ 마시다. 마시다 mang nghĩa là uống. Thế thì có thể uống thì các bạn bỏ 다 đi, các bạn gắn 를 수 있다 và gốc của động từ sẽ là 마실 수 있다, có thể uống. Và cái động từ không thể ăn thì các bạn có từ ăn là từ 먹다, kết thúc bằng một phụ âm. Các bạn bỏ 다 đi, gắn 을 수 없다. Như vậy sẽ là 먹을 수 없다 mà nghĩa là không thể ăn. Và chúng ta có một câu hoàn chỉnh. Nước ép thì có thể uống, nhưng hoa quả thì không thể ăn trực tiếp được.
một câu như sau. 주스는 마실 수 있는데 과일은 직접 먹을 수 없어요. 이해 됐냐? 주스는 마실 수 있는데 과일은 직접 먹을 수 없어요. 이해 됐냐? 주스는 마실 수 있는데 과일은 직접 먹을 수 없어요. Nước ép thì có thể uống được, nước ép thì có thể uống, nhưng hoa quả thì không thể ăn trực tiếp được. Các bạn có ở đây, juice có nghĩa là nước ép trái cây đấy. Juice는 có nghĩa là nước ép thì 마실 수 있다, mang nghĩa là có thể uống. Thế thì các bạn có cấu trúc nhưng có thể uống nhưng mà không thể ăn ấy, thì các bạn sử dụng trong câu này với từ với ngữ pháp là 는데. Các bạn có 있다, các bạn bỏ 다 đi gắn 는데 vào sẽ là 있는데. Mà nghĩa là có thể nhưng mà qua ý đến hoa quả thì qua ỉ là hoa quả nhá. Trích chóp có nghĩa là trực tiếp, một cách trực tiếp. Mó cưng su ọp xèo thì không thể ăn được. Các bạn cũng có thể dịch theo văn phong tiếng Việt là nước ép thì em có thể uống được nhưng mà em không thể ăn trực tiếp hoa quả được. Tức là các bạn có thể thêm chủ ngữ vào. 주스는 마실 수 있는데 과일은 직접 먹을 수 없어요. Hoa quả thì em không, tức là nước ép thì em có thể uống được nhưng mà hoa quả thì em không ăn trực tiếp được. Tức là em phải ép ra thành nước rồi em mới uống được. Chúng ta hiểu như thế. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi vào giáp câu một số những cái câu sử dụng cấu trúc động từ cộng với ư hoặc riêng su ập tà. Bây giờ để các bạn có thể ghi nhớ củng cố thêm, chúng ta cùng nhau đi vào một phần luyện tập nho nhỏ nhé. Nhiệm vụ của các bạn vẫn như những bài trước, đó là hãy chuyển 5 câu sau từ tiếng Việt sang tiếng Hàn, vận dụng cấu trúc vừa học. Các bạn hãy để lại cái phần đáp án của mình dưới bình luận nhé. Bình luận ở dưới video này và mình sẽ ghim cái phần đáp án chuẩn chính xác các bạn vào đó để các bạn so sánh đối chiếu nhé. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên. Câu thứ nhất là lạnh quá không thể chịu được. Lạnh quá không thể chịu được. Câu thứ hai, tôi không thể tha thứ cho anh ta. Tôi không thể tha thứ cho anh ta. Câu thứ ba, không thể cứ thế bỏ qua được. Không thể cứ thế bỏ qua được. Câu thứ tư, giúp tôi với. Tôi không thể tìm thấy file. Giúp tôi với, tôi không thể tìm thấy file. File tức là tệp tài liệu đấy. Câu thứ năm, tôi không thể nói tốt tiếng Hàn. Tôi không thể nói tốt tiếng Hàn. Như vậy, vẫn như những lần trước, các bạn hãy để lại đáp án của mình ở dưới nhé. Mình rất mong các bạn sẽ tham gia tích cực vào bài học. Đó là các bạn học và các bạn luyện tập bằng cách tham gia vào cái phần bình luận để lại đáp án của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Chúc các bạn học tiếng Hàn càng ngày càng tiến bộ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 안녕!